Vừa qua, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Không những thế, cả hai còn thông báo luôn tin vui, chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Kể từ ngày lấy chồng, Chu Thanh Huyền thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cặp đôi trên trang cá nhân. Bà xã Quang Hải thậm chí còn lập một kênh TikTok riêng chỉ để đăng tải clip đời thường của hai vợ chồng. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào khi đi tuần trăng mật tại Phú Quốc đến khi về nhà chồng thăm gia đình, Chu Thanh Huyền đều không ngại khoe với cộng đồng mạng. Vì khoảng cách không xa nên hai vợ chồng Chu Thanh Huyền thường xuyên ghé về thăm bố mẹ chồng. Mới đây, cặp đôi lại ghé qua nhà bố mẹ Quang Hải chơi. Qua đoạn video cặp vợ chồng son chia sẻ có thể thấy, nàng dâu mới ăn mặc khá thoải mái với quần đùi, áo phông dáng rộng, đội mũ khi về thăm bố mẹ chồng, bụng bầu của nàng hot girl đã lộ rõ. Qua chuyến thăm này cũng tiết lộ phần nào mối quan hệ giữa Chu Thanh Huyền và nhà chồng. Cụ thể, khi biết nàng dâu thích ăn ổi, bố mẹ Quang Hải đã mua sẵn để cô về là có ăn. Con thích ăn ổi nên về nhà là có ngay, cô nàng viết. Không hề ngại ngùng, ngay khi bước vào nhà, nàng dâu liền lấy một quả trong túi ổi bố mẹ chồng mua đặt sẵn trên bàn, lau qua vào áo mình và ăn luôn. Chỉ qua một chi tiết nhỏ như thế cũng đủ để thấy Chu Thanh Huyền được nhà chồng quan tâm, chiều chuộng như thế nào. Không chỉ vậy, trước đó mẹ Quang Hải cũng có loạt hành động thể hiện tình cảm với nàng dâu út. Cụ thể khi cùng con trai đi đón dâu Thảo Chu Thanh Huyền, mẹ Quang Hải nở nụ cười tươi, gương mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý, trước khi lên xe, bà còn hô to với hàng xóm rằng: "Chào mọi người, tôi đi đón con dâu về đây." Xuyên suốt quá trình di chuyển từ trong nhà ra đến rạp cưới, do quá đông người và nhận thấy váy con dâu quá cồng kềnh, mẹ chồng đã chủ động chỉnh váy, tháp tùng con dâu. Về phía Chu Thanh Huyền, cô nàng cũng luôn tỏ ra mình là một người vợ hiền dâu Thảo, biết cách gắn kết với gia đình nhà chồng. Cô thường về thăm bố mẹ chồng ngay cả khi Quang Hải đi vắng. Cô cũng thường xuyên tương tác với anh chị em bên nhà chồng, khen gia đình toàn trai xinh gái đẹp. Song, điều này khiến không ít netizen bày tỏ sự thắc mắc khi thấy các đoạn clip của Chu Thanh Huyền chủ yếu ở nhà chồng, hiếm khi xuất hiện ở nhà mẹ đẻ. Cụ thể, khán giả thắc mắc khi thấy các đoạn clip trên mạng xã hội của Chu Thanh Huyền hầu hết được quay ở nhà mẹ chồng, không thấy cô về nhà mẹ đẻ. Trước thắc mắc này, bà xã Quang Hải thẳng thắn đáp trả: "Xin lỗi bạn vì về nhà đẻ không quay. Lần sau về nhà đẻ sẽ báo cáo để bạn biết nha." Được biết, Chu Thanh Huyền hiện đang mang bầu khá lớn, cô cũng cho biết bản thân đã tăng khoảng gần 10kg. Tuy nhiên, từ gương mặt đến vóc dáng của Chu Thanh Huyền cũng không quá thay đổi. Sau 3 tháng đầu, cô cũng không còn gặp tình trạng nghén, ăn uống ngon miệng và vẫn đều đặn livestream bán hàng mỗi ngày. Chu Thanh Huyền tiết lộ, ông xã là người chu đáo luôn lo lắng, quan tâm tới cô. Theo như lời bà xã Quang Hải chia sẻ, ở nhà nam cầu thủ ra dáng người đàn ông của gia đình, đầu bếp chính của cả nhà. Anh luôn đứng ra bảo vệ vợ trong mọi hoàn cảnh. Qua lời kể của vợ, nam cầu thủ đích thị là người đàn ông của gia đình.